Mưa dông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Tài xế ngủ gục gây họa tại Kiên Giang. Đụng trúng ổ ong vò vẽ, một người đàn ông tử vong thương tâm. Thời điểm giao mùa, người dân cần cẩn trọng trước nguy cơ mắc bệnh kép. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Lan Nhi và Đào Duy sẽ là người đồng hành cùng quý vị cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất diễn tiến trong 24 giờ qua. Và bên cạnh những thông tin vừa rồi thì ở phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị những thông tin, những cảnh báo từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khi từ đầu năm 2020 cho đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết cùng với nhiều căn bệnh khác. Cụ thể ra sao, quý vị đừng rời khỏi màn hình nha. Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong phần chuyện cảnh giác. Còn bây giờ sẽ là những thông tin nóng đầu tiên. Kính thưa quý vị, mặc dù đại dịch COVID-19 về căn bản đã được kiểm soát tại Việt Nam, tuy nhiên theo khuyến cáo, người dân vẫn phải chủ động phòng chống dịch bởi chưa có thuốc đặc trị. Nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn, đặc biệt là đối với các trường hợp từ nước ngoài về Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cùng với các ngành liên quan đã họp thông tin chính thức khẳng định không có trường hợp một người đi cùng bệnh nhân 332 trốn cách ly y tế tập trung. Nam bệnh nhân số 332, 18 tuổi, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào ngày 8 tháng 6. Trước đó, vào ngày 25 tháng 5, bệnh nhân này từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, chung với một số người khác và được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Thông tin ban đầu cho rằng một nam thanh niên đi chung với bệnh nhân số 332 đã nhảy xuống sông để trốn cách ly tập trung. Sau đó, người này về nhà tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự trong nhiều ngày và tiếp xúc với nhiều người gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, theo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, trường hợp nam thanh niên này không đi cùng với người nhiễm COVID-19 từ nước ngoài về, mà chỉ gặp bệnh nhân số 332 tại trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước khoảng 30 phút và có đeo khẩu trang theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Hiện đã có 320 trên 332, chiếm 96% bệnh nhân COVID-19, ghi nhận tại Việt Nam được điều trị khỏi. 12 bệnh nhân đang điều trị, 8.087 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng có dịch đang được theo dõi sức khỏe. Đến chiều ngày 10 tháng 6, đã 55 ngày cả nước không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng giao ba bộ gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu báo cáo và kiến nghị của Hội Bảo vệ người tiêu dùng nhằm bình ổn giá thịt heo trong nước. Trước đó, Hội Bảo vệ người tiêu dùng đã có văn bản kiến nghị đến Thủ tướng và các bộ về việc bình ổn giá đối với thịt heo. Hội cho rằng thịt heo tăng giá là do cán cân cung cầu bị mất cân xứng. Hiện tại, sản lượng thịt heo đã được cải thiện theo chiều hướng tăng dần đều. Ngoài ra, thịt nhập khẩu tăng tới 328%, tốc độ tái đàn mạnh, ngay cả lượng cầu cũng giảm. Thế nhưng, đến nay giá thịt heo vẫn đang còn neo ở mức cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người tiêu dùng, mà còn liên quan đến chỉ số CPI. Hội kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân giá thịt heo vẫn trên đà tăng cao, đồng thời kê khai giá minh bạch để giúp cho việc thực hiện giám sát thuận tiện hơn. Hội cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn lậu hàng hóa. Thuốc viên nén Captoril 25mg, có số đăng ký VD2054514 do Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế sản xuất và Siro Ho Bạch Ngân BV, có số đăng ký VD2716717 do Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh sản xuất, chính là hai mẫu thuốc bị Sở Y tế Đà Nẵng thu hồi và dừng lưu hành. Hai mẫu thuốc trên đều không đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, thuốc viên nén Captoril không đạt chất lượng về chỉ tiêu tạp chất Captoril Dysulfide. Hiện tại, Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố, thu hồi hai loại thuốc này và báo cáo về Sở Y tế trước ngày 28 tháng 6, 2020. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám sát và xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.
Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, mưa lớn kéo dài cùng với dông lốc đã khiến nhiều cây xanh tại thành phố Cần Thơ bật gốc, ngã đổ ra đường. May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng hàng chục ô tô ở khu vực trung tâm thành phố bị hư hỏng nặng, một số tuyến đường khác cũng bị ngập. Và theo Đài khí tượng Thủy văn Cần Thơ cho biết, trận mưa dông chiều qua dù chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng lượng nước đo được là 34mm với sức gió giật cấp 6, cấp 7. Đây là trận mưa gió lớn nhất từ đầu mùa mưa năm nay. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Vào chiều qua, trận mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến cây xanh bị ngã đổ tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Việt Châu, huyện An Ninh. Tại đường Châu Văn Liêm, cây xanh gãy đổ nằm trước cổng bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ khiến nhiều người kinh hãi. Nhiều cây sao gãy nhánh rơi trúng 5 chiếc xe ô tô đậu cạnh đó cũng bị hư hỏng nặng. Rất may không có ai bị thương. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt để phong tỏa tuyến đường này và điều tiết giao thông. Mưa khoảng cỡ 3 giờ rưỡi. Mưa lớn lắm mà. Mưa bão cặp bên mé bên căng tin mé bên bển là 3 cây bự lắm. Nghe này như vậy đó. Mưa thấy sấm sét rồi tôi mới bước ra thấy cây ngã đè, tôi mới gọi điện thoại báo cho khu vực. Hồi đó giờ thì cũng không có gãi vụ này, có gãi nhưng mà không có đè lên xe, có đợt này là đè lên nhiều á. Tại đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cây phượng cao hơn 10 mét, đường kính gốc khoảng 1 mét, tán rộng hàng chục mét vuông, bật gốc để ô tô Camry đang đậu trước ngân hàng. Còn trên đường Trần Hưng Đạo, hàng loạt cây xanh bật gốc ngã ra đường khiến nhiều người hoảng loạn. Tôi nhìn ra ngoài đường nha, cây nó ngã từ từ. May mắn là không có người, thì có chiếc xe đậu vừa đó vừa xuống rồi cái cây ngã từ từ cái nằm ở trên cái xe mà nằm ở phía sau chứ không có nằm ngay cái mũi đằng trước. Rồi nó ngay lúc đó mưa mạnh dông gió quá, ngoài đường xe đa ít có người. Không có người ta nhiều. Chứ mới có người ta nhiều thì có tai nạn á. Các tuyến đường khác như Lý Tự Trọng, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Xô Viết Nghệ Tĩnh đều có cây xanh bật gốc đè vào nhà dân, dây cáp viễn thông. Chính quyền thành phố Cần Thơ huy động cảnh sát cứu hộ cứu nạn cùng nhân viên cây xanh cắt các cây đổ giải phóng mặt bằng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, trận mưa dông làm sập một nhà dân, siêu vẹo tốc mái 15 căn, một người bị thương. Tại quận Ninh Kiều, 63 cây xanh bật gốc, 57 cây tét nhánh. Thống kê sơ bộ, hơn 10 ô tô đang đậu bị cây ngã đè trúng hư hỏng nặng. Các xe bị đè đều đang đậu và không có người bên trong. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Cần Thơ cho biết trận mưa dông kéo dài gần 1 giờ vào ngày hôm qua là trận mưa gió lớn nhất từ đầu mùa mưa năm nay. Lượng nước đo được 34mm, sức gió giật cấp 6, cấp 7. Trong khi Cần Thơ có hơn 100 cây xanh ngã đổ, bật gốc đè hàng loạt xe ô tô sau trận mưa dông, thì tại Vĩnh Phúc cũng vào chiều ngày hôm qua, trận lốc xoáy kinh hoàng đã bất ngờ xuất hiện và làm sập xưởng sản xuất tại một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiều Thi Trung Ma trên địa bàn xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Và đến sáng nay, cảnh tượng người dân nhìn thấy vẫn còn là những tấm tôn bay khắp cánh đồng, nhà xưởng thì tan hoang. Và chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những ghi nhận hình ảnh từ Vĩnh Phúc được gửi về sau đây. Tại hiện trường, nhiều khu vực nhà xưởng, mái tôn hư hỏng hoàn toàn, nhiều tấm tôn bay xa dài trăm mét, nhiều nhà dân ở khu vực lân cận cũng tốc mái, tường gạch bị đổ. Nặng nề nhất là khu vực nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiều Thi Trung Ma bị đổ sập. Thời điểm có lốc xoáy vào khoảng 18 giờ chiều qua ngày 10 tháng 6, trong khu nhà có hơn 100 công nhân đang làm việc. Khi sự việc diễn ra, hầu hết công nhân đã thoát ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn số ít người gặp nạn. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 18 nạn nhân vụ sập nhà xưởng do lốc xoáy, trong đó có 3 người tử vong, nhiều người bị thương. Như chương trình có đưa tin vào hôm qua về vụ sạt lở làm một mố cầu Rạch Cam nằm trên tỉnh lộ 918 thuộc địa phận thành phố Cần Thơ bị sụp xuống, khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Cho đến ngày hôm nay, vụ sạt lở vẫn còn đang làm bà con sinh sống hoảng sợ. Hiện khu vực có những ảnh hưởng như thế nào và nguy cơ sắp tới ra sao? Quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục đến với ghi nhận nóng sau. Đây là những hình ảnh được ghi nhận tại cầu Rạch Cam nằm trên tỉnh lộ 918 đã bị sụp xuống, khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Sạt lở cũng khiến cho một con đường giao thông qua khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy chia cắt. Bà con cho biết sạt lở xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 10 tháng 6. Rất may vào thời điểm đó không có phương tiện lưu thông qua lại nên không có thiệt hại về người và của. Sợ lắm chứ. Tôi quảng hồn, tôi đuổi mấy đứa con, mấy cháu ngoại, rồi mấy con gái đi làm.
kêu xách đồ chạy ra lộ trơn rằng cho nó chờ tới sáng mình đi. Chứ đâu có dám ở đây nữa. Nhà của ba kế bên nó dọn đi hết. Rồi tối không có ngủ nhà. Lúc mà chưa sụp cầu á thì nó cũng có sạt lở. Rồi có dự án là bờ kè đó thì trên đang làm giọng cừ á thì nó bị sạt nhiều hơn. Căn nhà ông Sơn trước đó cách sông gần chục mét, chỉ trong một đêm ngôi nhà đã nằm trên ven cạnh miền Hà Bá. Dù chưa bị thiệt hại, nhưng ông cũng như hàng chục hộ dân sinh sống tại đây cũng không khỏi bất an. Những vật dụng có giá trị cũng đã được di dời. Ngoài phần chân cầu Rạch Cam bị sụp khoảng 300 mét, đường giao thông cạnh đó cũng bị sạt lở ăn sâu vào bờ khoảng 5 mét. Đáng nói khu vực sạt lở nằm ngay vị trí công trình bờ kè đang thi công, đang ở giai đoạn đóng cọc nhồi và chuẩn bị đổ bê tông. Lần vô tới nhà tôi hồi đó là miếng đất tuốt ngoài đó, còn ra ngoài còn 7 thước nữa. Rồi nó lỡ mấy lần cái rồi vô tới hôm này luôn. Mong dân ở đây mong làm cái bờ kè này cho nó xong, cho người ta có cái đường đi lại y cũ vậy đó. Và ban đêm mình cũng hơi sợ hoài, khúc này bị nó sụp ban đêm. Hồi năm rồi là cái khúc đóng sắt này hen là nó sụp nửa đêm. Thì dân chúng ở đây là người ta trông chờ dữ lắm chứ, đặng cho nó yên mình ở chứ còn nhà cửa gì không biết đưa xuống sông giờ nào. Trước đó khu vực này đã xảy ra hiện tượng sụt lún bờ sông. Địa phương đã cho gia cố bằng cừ tràm nhưng vẫn không ngăn được sạt lở. Ngành chức năng, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con di dời, đồng thời khắc phục sự cố sập cầu. Để đảm bảo an toàn cho bà con, đoạn đường qua cầu Rạch Cam nối liền tỉnh lộ 918 cũng được đặt biển cấm tất cả các phương tiện qua lại, đồng thời triển khai nhanh các giải pháp xử lý tình trạng sạt lở này. Kính thưa quý vị, cho đến nay đã qua gần nửa tháng, thế nhưng mà thi thể của một bé trai lọt cống tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn chưa được tìm thấy. Nỗi đau của gia đình mỗi ngày thêm kéo dài, đau xót vì không biết hiện giờ con mình đang trôi dạt về đâu. Và câu chuyện những ống cống thiếu che chắn, rào cản ở Bình Dương cũng đã được các cơ quan báo chí, truyền thông nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thế nhưng vào chiều ngày hôm qua, trong trận mưa lớn, có thêm một bé trai 4 tuổi lọt mương nước trôi vào cống tử vong. Trước đó, bé T, tên viết tắt 4 tuổi, quê ở Cà Mau, đi tắm mưa cùng với một số anh chị trong xóm trọ ở Bình Dương. Không may bé bị trượt chân và lọt cả người xuống cống và bị cuốn trôi. Hơn một giờ sau thì cơn mưa ngớt dần, người dân phát hiện bé trai nổi ở mương nước cách nơi xảy ra sự việc không xa. Gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu, nhưng bé đã tử vong. Và được biết đây là lần thứ 5 xảy ra vụ việc trẻ em bị nước cuốn trôi mất tích ở Bình Dương. Tiếp tục chương trình là một thông tin nóng đến từ Cà Mau. Ghi nhận vào ngày hôm qua, anh Lê Lực Anh, 42 tuổi, cư ngụ ở ấp 1, xã Khánh Thuận, cùng 3 người khác đi phát bờ mướn cho công ty giống cây trồng Quang Khải thuộc ấp 12, xã Khánh Thuận, bất ngờ đụng trúng tổ ong vò vẽ, khiến đàn ông bay ra tấn công. Cả ba hoảng loạn bỏ chạy, nhưng anh Lực Anh không may đã té xuống mương, được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng cuối cùng anh không thể qua khỏi. Theo các bác sĩ, toàn thân nạn nhân có trên 150 vết ong đốt. Xin được chuyển sang thông tin về giao thông. Rạng sáng nay trên tuyến quốc lộ 61, đoạn đường dẫn vào khu dân cư Hòa Thuận dưới dốc cầu Tà Niên thuộc xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, một chiếc xe tải đã bất ngờ lật ngang trong lúc đang lên cầu, khiến các phương tiện xung quanh một phen khiếp vía. Chiếc xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát 68C09271 chạy từ hướng huyện Châu Thành về thành phố Rạch Giá thì bất ngờ mất lái, đâm vào lan can bảo vệ dọc đường dẫn lên cầu và lật nghiêng. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn là lúc rạng sáng, mật độ giao thông ít nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Tài xế xe tải được người dân xung quanh phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm chắn ngang đường dẫn vào khu dân cư. Người dân không thể qua lại, nhiều người đành phải đi đường vòng, đi bộ, leo lên dốc cầu cao. Cảnh sát giao thông cùng lực lượng chức năng địa phương sau đó đã có mặt điều tiết giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật nên lạc tay lái. Vụ việc đã được điều tra làm rõ. Khi di chuyển ngoài đường vào buổi tối khiến phản xạ của người lái xe kém nhạy bén, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Không những thế, khi ra đường vào lúc trời tối cũng tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro trên trời rơi xuống thưa quý vị. Và minh chứng cho những gì mà Lan Nhi vừa chia sẻ thì thưa tất cả quý vị, mới đây trên đường phố Hà Nội, nhiều phương tiện đã một phen hoảng hốt khi chứng kiến khoảnh khắc một chiếc tủ điện bất ngờ rơi xuống đường từ chiếc xe tải. Trong đêm tối, từ phía chiều ngược lại, một chiếc xe tải đang di chuyển thì bất ngờ từ trên xe một tủ điện rơi ầm xuống đường. Lúc này một nam thanh niên đi xe máy đang chạy đến gần, nhìn thấy cảnh tượng khiếp vía đã đánh lái lách sang một bên, nhưng phần đuôi xe vẫn va chạm vào tủ khiến cho xe dừng lại bên đường. Chiếc xe ô tô phía sau cũng tông trúng tủ điện.
Được biết chiếc xe tải chở theo tủ điện không chằng buộc cẩn thận nên dẫn đến pha rơi tự do trên. May mắn không xảy ra thương vong. Tiếp theo là hình ảnh mà camera nóng vừa cập nhật về một nhóm đảo chích đã không thể hoàn tất trót lọt phi vụ phi pháp của mình vì chúng bị cả xóm cùng bảo vệ truy bắt. Đây là hình ảnh của đối tượng trộm sau khi đã đột nhập vào một quán cà phê ở ấp 1 đường Dương Công Khi, xã Xuân Thế Thượng, Hóc Môn để trộm cắp tài sản. Trước đó, hai đối tượng đã đột nhập vào quán cà phê này khi các đối tượng vừa ôm tivi, thùng kẹo kéo, nước ngọt ra ngoài thì bị chủ quán cùng người dân cả xóm bao vây úp sọt. Trong quá trình bao vây, một tên trộm chạy thoát còn một đối tượng được bàn giao cho công an xã xử lý. Tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm của bà con nơi đây rất đáng được hoan nghênh và đã kịp thời ngăn chặn hành vi trộm cắp. Thưa quý vị, nắm bắt được tâm lý hám lợi của nhiều người, các đối tượng đã công khai rao bán tiền giả trên mạng với vô số mánh khóe và thủ đoạn khác nhau. Chỉ với vài từ khóa đơn giản thì ai cũng có thể tìm thấy chợ tiền giả trên mạng của Internet. Đúng vậy thưa quý vị, vào thời gian qua có thể thấy hoạt động mua bán tiền giả diễn ra sôi động trên các trang mạng xã hội tới mức họ không hề ngần ngại việc quảng cáo. Ngay cả khi có người vào bình luận hỏi cách mua hàng, họ đều trả lời thản nhiên, xem thường pháp luật, không hề mảy may sợ hãi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ về vấn nạn này. Chỉ cần search từ khóa mua bán tiền giả trên trang Facebook sẽ nhận về vô số kết quả. Những lời chào mời hấp dẫn đánh vào tâm lý những ai đang kẹt tiền, cần vốn xoay sở. Kèm theo đó là cam kết chất lượng giống thật đến 99%, mắt thường không thể phân biệt. Điều kiện duy nhất là không dùng ở ngân hàng và tiệm vàng. Tiền giả được rao bán đủ loại, có mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. 1 triệu tiền thật đổi lấy 12 triệu tiền giả, giá trị theo đó nhân lên. Nếu 2 triệu tiền thật tương đương 24 triệu tiền giả. Có thể thấy ngay bên dưới là những bình luận trao đổi hỏi mua, ngang nhiên như đi chợ. Để chứng minh mức độ thật của sản phẩm, người bán còn quay video, chụp ảnh, kèm theo phản hồi của khách hàng. Trong bề ngoài thì chẳng khác gì tiền thật, nhưng sự thật thế nào chỉ có họ mới biết. Mình lướt Facebook ấy, thì mình hết hồn luôn, tại sao lại có những cái bạn mà đăng bài bán hoặc là live stream bán tiền giả. Thì mình nghĩ là nhà nước nên xử lý nghiêm những cái trường hợp này. Bây giờ tiền giả bán tràn lan hết đó, mà mình ra bán công khai luôn. Ai mà ham tiền mà mua cái tiền đó là vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2020, hoạt động mua bán tiền giả rộ lên một cách công khai. Cơ quan chức năng đã liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất và mua bán tiền giả trên toàn quốc. Chấn động nhất là vụ việc ở Nam Định. Gần 1 tỷ đồng tiền giả đã được bán cho 113 đối tượng ở 38 tỉnh thành trên cả nước, thu 135 triệu đồng tiền thật. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị, máy móc dùng làm tiền giả. Những cái vật tư, những cái thiết bị mua ấy thì em đặt là trên mạng, trên Shopee. Và lúc em làm thành ra sản phẩm và bán lại cũng tìm được trên Internet. Quá trình điều tra cũng phát hiện bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Tường, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, đang tiêu thụ tiền giả trên địa bàn huyện Hải Hậu. Đối tượng khai báo mua số tiền giả này thông qua mạng xã hội. Hoạt động lưu thông tiền giả cũng diễn ra ở một số tỉnh miền Tây. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con để trục lợi bất chính. Ngày 16 tháng 5, một thanh niên ở Kiên Giang lên mạng xã hội đặt mua gần 20 triệu đồng tiền giả để tiêu xài. Sau khi tiêu thụ được số tiền 3,5 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử vụ chủ tiệm in thiệp cưới sản xuất 98 triệu đồng tiền giả, trục lợi hơn 10 triệu đồng tiền thật. Kết quả, người này chịu mức án 14 năm tù. Hành vi mua bán tiền giả, tức là hiện tại bây giờ theo quy định của pháp luật là cụ thể là cái điều 207 Bộ luật hình sự năm 2017 quy định rất rõ là làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì sẽ bị xử phạt từ mức từ 3 năm đến 7 năm tù. Đấy là mức thấp nhất. Còn trong đó là có những tình tiết giảm, tình tiết tăng nặng định khung, ví dụ như là có giá trị là tương đương với tiền thật 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, dưới 50 triệu đồng thì là sẽ bị xử phạt từ là 5 năm đến 12 năm. Tiền giả có giá trị tương đương trên 50 triệu đồng thì là mức xử phạt sẽ là từ 10 năm, 20 năm hoặc là chung thân. Mua bán sử dụng tiền giả là hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế, tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ và làm mất giá trị của đồng tiền thật. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tránh để tiền mất tội mang. Thực sự là cái vấn nạn về tiền giả và buôn bán cũng như là lưu hành
và sản xuất tiền giả nó là một vấn nạn mà toàn thế giới phải đối mặt, mà trong đó có Việt Nam, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của cả một đất nước. Vì vậy nên là đó là một mối nguy hiểm rất là lớn. Nó ảnh hưởng không những về kinh tế, về chính trị mà còn ảnh hưởng cả về vấn đề đạo đức của con người trong cái lối sống. Tội phạm về tiền giả hiện nay còn diễn biến hết sức phức tạp với chiều hướng gia tăng. Do đó, người dân cần có sự nhận thức đúng và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Nhất là khi trên các trang mạng xã hội, trên Internet vẫn còn những bất cập, hạn chế về việc quản lý, giám sát như hiện nay. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh Nam Bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Thế nhưng ở thời điểm giao mùa này thì nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp ngày càng bùng phát mạnh mẽ hơn và gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Vâng ạ, và theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2020 đến nay, ghi nhận trên địa bàn thành phố có hàng ngàn ca mắc sốt xuất huyết với hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh. Trung bình mỗi tuần đều có ca nhập viện điều trị. Chưa kể còn có thêm nhiều ca bệnh khác, ghi nhận dưới đây của phóng viên tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào thời điểm giao mùa, khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng ngàn lượt người đến thăm khám và điều trị. Trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ mang thai với các bệnh về hô hấp, tiêu hóa. Dạo gần đây thì với cái thời tiết giao mùa, nắng nóng thất thường thì có nhiều cái bệnh lý không chỉ về tim mạch, hô hấp, về da mà bệnh lý tiêu hóa cũng gặp rất là nhiều. Những bệnh nhân này đến khám và được chẩn đoán mắc các bệnh về tiêu hóa và nhập viện điều trị. Các ca nhập viện điều trị gần đây của Bệnh viện Thống Nhất cũng ghi nhận các trường hợp hầu hết đều do vấn đề liên quan đến thay đổi thời tiết. Thời điểm này thì nắng mưa thất thường, chúng mình tôi rất là khó chịu, thì nóng chút người, mới soi sáng thì bảo đau bụng, đã ăn nó sốt như này, bụng nó sôi vèo, tiêu. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu mùa mưa đến nay, lượng bệnh nhân nhập viện điều trị do bị sốt gia tăng một cách đáng kể. Một vài trường hợp cha mẹ phát hiện trễ nên khi đưa đến bệnh viện đã bị biến chứng nặng, gây tổn thương sang các bộ phận khác. Một tuần gần đây là bắt đầu có số bệnh hô hấp ở ngoài ngoại trú thôi, và bệnh về sốt siêu vi nó đã có lại. Còn những ca sốt xuất huyết ở tay chân miệng thì nó chỉ có ở khu ngoại trú thôi. Cái tỷ lệ bệnh nặng cho bệnh viện thì chưa có, nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi thì những cái mùa đầu mùa đó là nó rất dễ sót những ca nặng, thành ra phụ huynh phải chú ý phát hiện sớm những cái bệnh mà nó dễ chuyển biến nặng để mình xử lý kịp thời. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng khuyến cáo việc phòng ngừa các bệnh giao mùa là hết sức quan trọng, nhất là ở người già và trẻ nhỏ, vì đây là các đối tượng có sức đề kháng yếu và dễ bị lây bệnh. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ trong tuần này vào chiều tối và đêm sẽ thường có mưa rào. Người dân cần chú ý với điều kiện thời tiết thất thường nên đảm bảo an toàn sức khỏe của mình. Thời điểm giao mùa đối với trẻ nhỏ phải uống đủ nước, ngủ đủ giấc, đưa đi chích ngừa cho đủ mũi, thường xuyên rửa tay và mang khẩu trang khi ra đường. Không tắm lâu, không đột ngột thay đổi môi trường từ phòng tắm sang phòng máy lạnh. Đối với người lớn, rửa tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với con trẻ. Không sử dụng thức ăn ôi thiêu, tránh bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Bổ sung nước liên tục khi làm việc dưới trời nắng nóng. Trong trường hợp bị ướt mưa, cần tắm gội nhanh bằng nước ấm để giúp cơ thể cân bằng nhiệt độ trở lại. Uống thêm một cốc nước ấm để làm ấm cơ thể từ bên trong, giảm nguy cơ mắc bệnh. Tăng cường vitamin A, C, E, canxi, khoáng chất trong trái cây, rau củ quả. Bộ Y tế vừa qua cũng đã ban hành công văn tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nhằm kêu gọi tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết gây ra, trong bối cảnh nước ta đã ghi nhận ổ dịch Zika đầu tiên tại Đà Nẵng và một số ca tử vong do sốt xuất huyết trên cả nước. Bộ cũng cảnh báo thời tiết như hiện nay chính là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên gửi những ý kiến phản ánh hay những câu chuyện nhân văn sâu sắc, những mô hình trồng trọt hay chăn nuôi độc lạ về với chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng cùng với hệ thống Zalo 097 122 5053. Còn bây giờ, Lan Nhi và Đào Duy xin chào và hẹn gặp lại.